Vị trí quyết định lợi nhuận khi chúng ta đi đầu tư bất động sản nha quý vị. Và tại ngày hôm nay Trọng Thơ đang đứng ở một cái vị trí cực đẹp và quá tiềm năng cho chúng ta đầu tư. Với cái vị trí này quý vị ơi, là ngay trung tâm của khu công nghiệp và đô thị BKMX Trân Thành. Ở đây thì có 5.000 căn nhà ở xã hội, nhà phố thương mại của BKMX. Và ngay đây nó thiết kế, ở đây nhà thiết kế thì sẽ thiết kế là hai lô liền. Hai lô liền thì được xây là mặt tiền thì được xây là 3 lầu. Và đằng sau ạ thì có cái đường luồng đi vào 8 phòng trọ nha quý vị. Mỗi bên là xây 4 phòng, là 8 phòng trọ và hai căn nhà dịch vụ thương mại. Và trên con đường 25m lớn này như quý vị, thứ nhất là đường rộng, thứ hai là nằm ở ngay khu trung tâm mà khu hội tụ nhiều công nhân nhất, mà giá hiện tại chỉ hơn 900 triệu là chúng ta sở hữu được đất mặt tiền đường đường N9, đường rộng 25m. Đó, rộng 25m. Con đường này là con đường thông suốt mà gọi là trục chính đẹp nhất tại khu nghiệp và đô thị BKMX Trân Thành. Trước đây thì giá dao động từ 1 tỷ 8 cho đến 2 tỷ trên một nền. Và ngay khu vực này, ngay ngày hôm nay trên con đường này mà giá chỉ bằng nửa giá của năm 2021 thôi quý vị. Với một cái tiện ích đầy đủ xung quanh là xây dựng những dãy nhà phố thương mại, những căn shop house để chúng ta kinh doanh buôn bán và phục vụ cho nhu cầu ăn ở của người dân, người công nhân lao động tại khu nghiệp 2067 ha này. Với trục đường lớn ngày hôm nay mà giá chỉ hơn 900 một tí thôi nha quý vị, là chúng ta đã sở hữu được một nền ngang năm sâu cho 30m và có 100% đất thổ cư. Ở đây là đất ở đô thị cho nên là chúng ta yên tâm và được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Ở đây thì đèn đường đã có, điện đã có, nước sạch đã có. Quý hàng quan tâm tới những sản phẩm bất động sản nằm trong khu vực này thì nhanh tay gọi cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 nha.